Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin phát đi lúc 6 giờ ngày hôm nay ngày 3 tháng 3 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 Việt Nam cho biết, Việt Nam có thêm 3 ca mắc mới COVID-19 đều là người nhập cảnh đã được cách ly ngay tại tỉnh Bình Dương và Kiên Giang. Bệnh nhân 2473 tại Bình Dương là chuyên gia mang quốc tịch Trung Quốc, từ Trung Quốc nhập cảnh vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 28 tháng 2, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 1 tháng 3 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Hai ca tại tỉnh Kiên Giang là bệnh nhân 2474 và 2475 là công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh vào thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang vào ngày 27 tháng 2 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 1 vào ngày 1 tháng 3 dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên. Tính đến 6 giờ sáng ngày hôm nay, Việt Nam có tổng cộng 1.561 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 868 ca trong đó riêng Hải Dương có 684 ca, Quảng Ninh 61 ca, Gia Lai 27 ca, Hà Nội 34 ca, Bắc Ninh 5 ca, Bắc Giang 2 ca, thành phố Hồ Chí Minh là 36 ca, Hòa Bình 2 ca, Hà Giang 1 ca, Điện Biên 3 ca, Bình Dương 6 ca, Hải Phòng 4 ca, Hưng Yên là 3 ca. 10 tỉnh thành phố đã qua 18 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, bao gồm Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, gia lai bắc ninh quảng ninh và thành phố hồ chí minh